Chú chó tội nghiệp này vậy mà đã đứng ở đây 10 ngày trời rồi. Nó luôn hướng mắt về những chiếc máy bay để mong có một ngày tìm được người chủ của nó. Bất kể thời tiết có nắng mưa tới cỡ nào, nó cứ kiên trì ở yên đây để chờ ngày gặp lại người chủ. Thậm chí những người bảo vệ đi tới đánh đập và đuổi nó vô cùng dã man, nhưng nó vẫn nhất quyết không rời đi. Ấy vậy mà nó vẫn có một cậu bé ở bên để ủng hộ nó. Một cậu bé nhỏ tuổi này liệu có giúp được cho chú chó tội nghiệp này hay không? Mọi chuyện là như thế nào thì hãy cùng Hoa Mộc Lan xem tiếp nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng của người đàn ông này. Ông ấy đang thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay sắp đến. Còn chú chó bị nhốt trong lòng sắt này tên là Pama. Ông muốn dẫn chú chó Pama này đi cùng theo. Nhưng lúc này ông bỗng chợt nhận ra mình đã bỏ quên giấy chứng nhận kiểm dịch của Pama ở đâu mất rồi. Cô nữ tiếp viên nói ông ấy hãy mau đi đến trạm thú y ở gần đó để được cấp giấy phép cho. Chỉ còn 20 phút nữa thì chuyến bay sẽ bắt đầu mà thôi. Thế là ông mau chóng chạy đến. Bác sĩ nói nó đã bị viêm màng tai nên không thể cấp giấy được. Không còn cách nào khác, ông quay lại cầu xin cô tiếp viên. Tôi xin cô đấy, đây là chuyến công tác quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng nói cỡ nào thì vẫn là như vậy mà thôi. Ông ấy buồn bã liếc mắt nhìn chú chó. Và rồi ông ấy quyết định thả nó ra. Tao xin lỗi mày, Pama, nhưng tao nhất định phải đi. Ông ném ra một quả bóng ra xa. Và Pama cứ thế mà chạy theo. Nó vừa quay đầu lại thì đã thấy người chủ của mình đã rời đi. Pama không nghĩ rằng người chủ đã cố ý bỏ rơi mình. Tất cả là do mình đã quá ham chơi lêu lỏng. Nhìn vẻ mặt của chú chó tội nghiệp mà tôi cảm thấy thương xót vô cùng. Thế là chuyến bay đã khởi hành. Con chó gấp rút chạy tới. Nó nghĩ rằng nếu đứng yên ở đây thì có thể dừng chuyến bay đó lại. Nhưng bây giờ một chút hy vọng cũng không còn nữa rồi. Nó cố gắng đuổi theo sau trong sự vô vọng. Hẳn người chủ cũng cảm thấy mình rất có lỗi đối với nó. Rời xa một người mình thân yêu có bao giờ là dễ dàng. Thế là chiếc máy bay đã cất cánh bay lên trời. Còn con chó lặng lẽ hướng mắt nhìn theo phía sau. Tất cả sự mong mỏi cũng đã bị dập tắt. Giờ đây Pama đã trở thành một chú chó hoang. Một đám người chạy tới vây bắt nó. Con chó mau chóng chạy trốn đi. May là có một cái lỗ để nó thoát ra bên ngoài. Những tên bảo vệ vẫn tiếp tục đuổi theo sau. Người đàn ông này nói rằng con chó đã chạy qua hướng kia rồi. Thế là cả bọn chạy hết qua đó. Thì ra ông ấy đã giúp Pama chạy trốn khỏi đám người kia. Ông còn đem thức ăn đến cho nó ăn. Tình cờ vào lúc này Pama nhìn thấy một chiếc máy bay đang cất cánh xuống. Nó tưởng rằng người chủ đã mặc hết tất cả để quay trở lại đón mình. Vì thế nó gấp rút chạy về hướng của chiếc máy bay. Nó tiến tới và nhìn những hành khách đang đi xuống. Nhưng mãi vẫn không thấy người chủ ở đâu. Thậm chí một hành khách đã vô tình dẫm lên chân của nó. Ai đã mang con chó dơ bẩn này đến đây vậy? Đội bảo vệ cũng đã kéo đến. Họ trói vào cổ của Pama và dẫn nó vào một chiếc xe. Pama bất lực chỉ biết kêu cứu mà thôi. Thế là cuộc sống tự do của Pama đến đây đã kết thúc rồi sao? Đột nhiên một cậu bé từ đâu bên trong chiếc xe nhấn nút mở cánh cửa ra, làm con chó chạy thoát ra bên ngoài. Hóa ra cậu bé này đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Vì không muốn chú chó tội nghiệp này bị bắt nên Paul đã lén lút đi vào bên trong chiếc xe, sau đó giải thoát cho nó chạy đi. Mọi người quay lại trách mắng cậu bé thậm tệ. Ông già râu trắng liền tới bảo vệ cho cậu bé. Các người thì biết cái gì chứ? Thằng bé còn nhỏ như thế vẫn biết được chó là bạn của con người cơ đấy. Và rồi cha của cậu bé đến. Ông ấy là một phi công làm việc ở nơi này. Ông đến bảo lãnh Paul trở về nhà. Nhưng thật sự ra cả hai cha con như người dưng xa lạ. Khi xưa vì muốn theo đuổi ước mơ của mình mà ông đã vứt bỏ người mẹ. Đến một hôm người mẹ qua đời thì ông ân hận cũng đã muộn. Kể từ đó Paul luôn luôn căm ghét và hận ông ta. Hai cha con mặc dù sống chung với nhau nhưng cũng như người dưng nước lã. Paul luôn chống đối ông ấy dù mình có đúng hay là sai. Thế là tối hôm đó Paul lén lút bỏ nhà rời đi. Cậu bé muốn đi tới một nơi khác để tránh xa khỏi người cha xa lạ này. Cậu đi tới sân bay để mua vé máy bay. Nhưng lúc này bà cô nhân viên nói rằng trẻ vị thành niên thì không được phép mua vé. Thế là Paul quyết định lẩn trốn vào một đàn người để trà trộn vào chiếc máy bay. Cậu liền nắm tay một cô bé ở đằng trước. Còn nhỏ vậy mà đã biết cơ hội như thế rồi, không biết lớn lên sẽ ra sao nữa đây. Thấy thế mà cô bé vẫn chấp nhận cho cậu nắm tay nữa cơ chứ. Nhưng nếu không có vé thì vẫn không được lên tàu. Người nhân viên quay lại thì Paul đã biến đi đâu mất. Hóa ra cậu bé đã trốn trong gầm của chiếc máy bay. Người bảo vệ đi tới kiểm tra nhưng cũng không thấy gì cả. Nhưng đột nhiên con chó Pama từ đâu đi đến. Nhìn thấy Paul, nó sủa lên những tiếng sủa inh ỏi. Điều này đã làm cho ông chú bảo vệ chú ý. Thế là Paul cùng chú chó chạy trốn đi. Paul còn ở đó trách mắng con chó vì đã phá hoại kế hoạch của cậu. Sáng tới người cha không thấy Paul ở đâu, nên ông đi khắp nơi để tìm kiếm. Đến nơi của ông già râu trắng này thì mới biết được Paul đã ngủ qua đêm ở đây. Người cha tức giận lôi cậu đi nhưng Paul không chịu. Hai cha con tranh cãi với nhau quyết liệt. Hễ mỗi lần gặp nhau là lại như thế này đây. Ông già râu trắng đưa cho người cha chiếc vali rồi bảo ông ấy mau đi đi kẻo muộn chuyến bay. Thế là Paul ở lại cùng với Pama. Paul nói rằng nếu không vì con chó thì cháu cũng đã rời đi được rồi. Nhưng lúc này ông già râu trắng giải thích cho Paul hiểu được, nếu không vì có Pama ở đó thì cậu đã chết, vì nếu cứ nằm dưới gầm máy bay khi lên cao cậu sẽ bị chết cóng. Nghe vậy cậu mới nhận ra được điều đó. Sau đó cậu hỏi thăm về Pama. Thông qua ông già râu trắng và cô con gái của ông ấy, Paul mới biết được hoàn cảnh của Pama. Paul mồ côi mẹ từ nhỏ nên cũng rất thấu hiểu cho Pama. Cậu cùng chú chó đứng trước sân bay ngắm cảnh mặt trời lặng, cùng nhau nhớ về người thân yêu của mình. Một hình ảnh tuyệt sắc làm say rượu cả lòng người. Paul quyết định sẽ giúp Pama tìm được chủ nhân.
Cậu bé đi đến hỏi bà cô tiếp viên mong có thể tìm được địa chỉ của ông ấy. Nhưng bà cô tiếp viên nói rằng nếu không cung cấp đủ thông tin thì không thể nào tìm được. Cùng lúc đó Pama chạy tới sân bay để tiếp tục tìm chủ nhân của nó. Trong làn người như thế nó bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chủ nhân. Nó lập tức chạy theo sau. Người đó đi lên chuyến xe buýt. Nó cũng mau chóng đuổi theo đến sân bay. Nhưng lúc này những tên bảo vệ từ đâu chạy đến chặn đường. Pama lập tức nhảy qua một cái cửa sổ. Sau khi chạy khắp nơi thoát khỏi vô số những người bảo vệ, nó đi đến liếm vào cái tay của người đó. Nhưng lúc này Pama buồn bã mới biết được đó không phải là người chủ của mình. Vẻ mặt của nó buồn sầu vô cùng. Những tên bảo vệ bao vây xung quanh dần dần tiến đến. Hôn bất ngờ cũng chạy đến giải cứu cho Pama. Cả hai người trốn sau một bức tường. Vào lúc này một người từ đâu đi đến. Hóa ra là bà cô nhân viên lúc sáng Pol vừa gặp. Bà còn đi đến đưa cho cậu bé tờ giấy và hướng dẫn cậu cách thoát khỏi nơi này. Nhưng không ngờ điều này đã đến tai bà chủ quản lý. Và rồi bà ấy trách mắng cha của Pol. Nếu không mau chóng giải quyết điều này thì ông sẽ bị sa thải. Không còn cách nào khác, người cha dẫn một đội bắt chó chuyên nghiệp đến chỗ ông lão dâu trắng. Dưới sức mạnh của những người đó, Pama không còn đường nào chạy thoát. Pol đi đến nhưng chỉ biết kêu la khóc lóc mà thôi. Lena thấy vậy vô cùng tức giận nên đã đưa cho người cha lá thư của Pol đã viết cho người chủ của Pama. Về đến nhà, Pol tranh cãi với người cha. Ông ấy đã làm mất niềm tin từ Pol, giờ lại tiếp tục phá đi sự mong muốn giúp đỡ chú chó của cậu bé. Pol bây giờ đã vô cùng tức giận, thậm chí còn nói rằng sẽ đi đến trại mồ côi còn hơn sống với người cha độc ác này. Ông không nói gì quay lại dỗ dành cậu bé. Sau đó buồn bã tự trách mình mà đi ra ngoài xe để ngủ. Lúc này ông mới mở lá thư của con ra đọc. Trong thư Pol nói rằng Pama nhớ ông ấy rất nhiều. Nó đã đợi ông ấy từ rất lâu rồi. Mong ông sẽ đến và đón nó về bên cạnh. Sau khi đọc xong ông mới hiểu ra hết mọi chuyện. Thấy con trai của mình làm việc tốt như vậy mà mình lại đi ngăn cản nó. Không những thấy áy náy mà ông còn giúp Pol đi đến nơi đã nhốt Pama. Nhưng tới nơi mới biết rằng Pama đã tự mình trốn thoát khỏi nơi này rồi. Ngay tại sân bay Pama vẫn đang chờ đợi người chủ của mình quay trở về. Thấy rằng cứ chờ đợi như này thì không phải là cách. Vì thế ông già dâu trắng cùng Pol quyết định sẽ đăng câu chuyện của Pama lên báo. Câu chuyện chú chó tội nghiệp đã mau chóng lan rộng ra khắp nơi. Tất cả mọi người ai nấy cũng quan tâm đến thông điệp này của Pol. Ngay cả thị trưởng cũng đến đây để chụp với Pama một bức ảnh. Từ sau sự kiện này đã mau chóng thu hút một số lượng khổng lồ khách du lịch đến đây. Bà cô quản lý cũng vô cùng choáng ngợp. Còn ra lệnh cho những người bảo vệ xây cho Pama một ngôi nhà nhỏ ở đây. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Tình cảm cha con của Pol cũng ngày càng được gắn kết trở lại. Cũng vào một hôm Pama nhìn thấy một chú chó khác được người chủ của nó dẫn lên chuyến bay. Thế là nó mới nhận ra được rằng không phải người chủ đã bỏ quên nó, mà đã bỏ rơi nó. Mọi hy vọng giờ đây đã bị dập tắt. Nó buồn bã trở về ngôi nhà cả ngày lẫn đêm nhịn ăn nhịn uống. Pol kêu cả bác sĩ đến khám cho Pama. Nhưng ông ấy nói rằng Pol không hề có căn bệnh nào cả. Cũng vào hôm đó Pama mở mắt ra thì bỗng nhìn thấy người chủ của mình ở ngay trước mắt. Nhưng đó chỉ là do nó suy nghĩ nhiều quá nên dẫn đến ảo giác như vậy. Pama hụt hẫng vô cùng. Mặc cho thời tiết có như thế nào thì nó vẫn nằm yên ở chỗ đó. Pol đi đến cầu xin nó hãy đi vào bên trong. Thậm chí còn cố gắng khiêng nó lên nhưng với sức lực yếu ớt của cậu thì không thể nào được. Vì thế Pol đành cởi áo ngoài của mình ra che chở cho nó, đồng thời động viên nó hãy cố gắng vượt qua. Tới sáng thì Pol bị đánh thức bởi chiếc lưỡi của Pama. Thì ra nó đã gạt đi hết tất cả nỗi buồn và bắt đầu cuộc sống mới. Cậu đang vui mừng vì vừa chào đón một thành viên mới vào ngôi nhà. Nhưng bất ngờ người cha nhận được một cuộc gọi. Họ nói rằng đã tìm thấy người chủ của chú chó. Cuộc vui chưa được bao lâu thì đã kết thúc rồi sao? Pol nhất quyết không để Pama rời đi. Nhưng người cha nói rằng nếu con yêu thương Pama thì hãy để cho nó trở về với chủ nhân của mình. Tới lúc này Pol cũng đành chấp nhận và đưa Pama rời đi. Người chủ đi đến kêu lên Almer nhưng nó không đi tới. Hóa ra chú chó này tên là Almer mà do cậu bé đã nghe nhầm tên của nó mà đã gọi là Pama. Nó nhân nhượng không muốn rời đi. Tới khi Pol quay đầu bỏ đi thì mọi chuyện đã khác. Chủ nhân của Pama nói với người cha rằng thật ra ông ấy không muốn nhận lại nó. Thật ra là do sếp của ông ấy bắt buộc nên ông ấy mới làm như thế. Bằng không ông sẽ bị đuổi việc. Và rồi người chủ cũng dẫn nó lên chuyến bay để trở về nhà. Nếu chú chó trở về nhà cùng người chủ thì sẽ tạo một tiếng vang đẹp đẽ cho thị trường. Tất cả nhà báo ở xung quanh chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc này. Nó bước đi qua một hàng người nhưng khi tới chỗ của Pol thì nó liền dừng lại. Pol kìm nén nước mắt không nở nhìn vào mặt của Pama lần cuối. Lúc này chủ nhân kéo như thế nào thì Pama vẫn không chịu rời đi. Nó ngượng lại muốn quay về phía của Pol. Lúc bây giờ Pama biết rằng ông ấy không còn là chủ nhân của mình nữa rồi. Nó đã chọn Pol là chủ nhân thật sự của nó. Cuối cùng Pol cũng đã hiểu được tâm nguyện của chú chó. Cậu bé dũng cảm tiến vào trước đám đông. Chú chó vùng vẫy thoát ra chạy về phía Pol. Nhưng một người bảo vệ đã mau chóng chặn lại. Pama hướng về phía Pol kêu cứu. Pol thấy vậy liền lao đến nhưng cũng bị bảo vệ ngăn lại. Cuối cùng Pama cũng bị bắt ép lên chiếc máy bay. Pol ở ngoài chỉ biết khóc nức nở trong sự ấm ức. Lúc này chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh thì tự dưng mất điện. Hóa ra người cha không muốn phạm thêm một sai lầm trong quá khứ mà làm tổn thương con trai nên ông đã cho hủy chuyến bay. Chủ nhân cúi đầu nhìn chú chó tội nghiệp. Ông nhìn sâu thẳm trong con mắt Pama thì mới biết được rằng mình đã không còn xứng đáng để làm chủ nhân của nó nữa rồi. Ông dần cảm nhận được suy nghĩ của nó và không muốn làm tổn thương nó lần nào nữa nên ông quyết định cởi trói cho nó rời đi.
Cuối cùng Pama cũng mau chóng chạy ra bên ngoài và chạy đến ôm chầm lấy Paul. Bộ phim đến đây đã kết thúc. Chú chó trung thành trong câu chuyện này nói lên những điều còn không tốt của con người. Đôi khi con người chúng ta vẫn còn đối xử với nhau quá thậm tệ. Thực sự thì chó vẫn là một loài động vật nhưng nó vẫn có sự trung thành tuyệt đối dành cho người chủ của mình. Cũng như người chủ cũng có tình yêu thương cao quý dành cho nó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại ở các video phía sau nhé. Bye bye!